Chào mừng quý vị và các bạn đến với ván đấu giữa hai danh thủ Diêm Văn Thanh và Liễu Đại Hoa. Trong ván đấu này, danh thủ Diêm Văn Thanh là người cầm quân đỏ được quyền đi trước, và anh thủ Liễu Đại Hoa là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu được diễn ra vào ngày 8 tháng 9 năm 2007 tại giải cờ tướng cá nhân toàn quốc Trung Quốc. Danh thủ Diêm Văn Thanh được gọi là chuyên gia bố cục, ý nói về sự tinh thông các loại khai cuộc trong cờ tướng. Và trong ván đấu này, đối thủ của ông là kỳ vương Liễu Đại Hoa. Danh thủ Liễu Đại Hoa đã từng hai lần liên tiếp vô địch cá nhân toàn quốc Trung Quốc vào năm 1980 và năm 1981. Ông được mệnh danh là máy tính phương Đông với khả năng chơi cờ tưởng hay là cờ mù. Ông đã từng lập kỷ lục vào năm 1995 khi cùng lúc chơi với 19 bàn đấu và đạt thành tích là 16 thắng, một hòa và hai thua. Sau đây là diễn biến của ván đấu mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.